Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, giới cổ động viên Indonesia được đánh giá là cuồng nhiệt nhất ở khu vực Đông Nam Á, từng gây ra không ít vụ bạo loạn ở trên sân. Thế nhưng để dẫn tới một thảm kịch lớn tới mức mà có ít nhất 125 người đăng xuất khỏi trái đất vào tối hôm mùng 1 tháng 10 thì có lẽ là không ai có thể nghĩ tới. Trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Arema FC và Persebaya Subabaya thuộc vòng 11 giải vô địch quốc gia Indonesia, diễn ra vào tối ngày 1 tháng 10, bắt nguồn từ phản ứng thái quá của các cổ động viên đã dẫn tới việc lực lượng cảnh sát chống bạo động ở trên sân chấn áp mạnh tay, bắn hơi cay về phía khán đài, gây ra cảnh hỗn loạn và thảm họa đã xảy ra. Trong cảnh hỗn loạn, nhiều cổ động viên hoảng sợ tháo chạy thoát thân và dẫn tới thảm kịch dẫm đạp lên nhau, gây ra con số thương vong kinh hoàng với ít nhất là 125 người ra đi mãi mãi. Tuy nhiên cũng phải nói tới việc là những cổ động viên quá khích chủ yếu là của câu lạc bộ Arema FC. Phản ứng đội nhà bị thua với tỷ số là 2-3 đã gây ra những phản kháng lại với lực lượng cảnh sát ở trên sân và từ đó dẫn tới thảm họa. Sau sự cố kinh hoàng này, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã ra thông báo hoãn mọi trận đấu ở trong vòng ít nhất là một tuần để điều tra vụ việc trước khi có những quyết định tiếp theo. Theo nhận định của truyền thông nước này, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự Tổng thống Indonesia Joko Widodo cũng đã ra lệnh là liên đoàn bóng đá Indonesia phải hoãn mọi hoạt động bóng đá trên cả nước để điều tra toàn bộ sự việc để tìm ra nguyên nhân, chỉ khi đã áp dụng các biện pháp an toàn nhất cho khán giả thì mới được phép thi đấu trở lại. Thảm họa này có lẽ cũng sẽ tác động mạnh đến khả năng Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup năm 2023 do công tác an ninh quá kém. Bên cạnh đó, việc Liên đoàn bóng đá Indonesia đang chạy đua để xin đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023 có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây được xem là sự cố gây chấn động thứ hai kể từ đầu năm 2022 đến nay liên quan tới việc các cổ động viên ở trên sân bắt nguồn từ bao động sân cỏ. Trước đó là vụ việc ở Mexico hồi tháng 3 từ cuộc hỗn chiến giữa các nhóm cổ động viên hai câu lạc bộ Quetetaro và Alas FC được cho là đã khiến cho ít nhất 17 cổ động viên không bao giờ còn xuất hiện trên trái đất nữa và nhiều người khác bị thương. Sau đó thì các nhà chức trách đã đính chính cho rằng là chỉ có 22 cổ động viên bị thương, trong đó thì có hai người nguy kịch nhưng sau đó đã tăng lên 9 người và không có cổ động viên nào đăng xuất khỏi trái đất cả. Mặc dù vậy thì báo chí Mexico cho rằng các nhà chức trách đã bao che sự việc. Sau khi xảy ra vụ việc gây chấn động giới túc cầu thế giới, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia đã xuất hiện trong cuộc họp báo ngay sau đó cùng với rất nhiều quan chức của địa phương ở Malang, Đông Java. Tuy nhiên, một đoạn clip đã quay lại lời phát biểu của người đứng đầu cơ quan bóng đá Indonesia đã được đăng tải ở trên mạng xã hội, sau đó nhận về rất nhiều gạch đá của cộng đồng mạng. Tại cuộc họp này, mọi sự chú ý của người hâm mộ Indonesia chỉ tập trung vào câu phát biểu đầu tiên của ông Mohamad Iriwan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, sau khi chào hỏi và cảm ơn các quan chức địa phương trước khi nói câu xin chào đến các cổ động viên vui vẻ ngay lập tức thì câu nói này của ông mohammad iriawan đã bị rất nhiều người dùng mạng xã hội chỉ trích kịch liệt đường đường là một người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất cả nước indonesia lại nói một câu hoàn toàn không phù hợp trong bối cảnh người hâm mộ cả nước và bóng đá thế giới đang rất đau buồn trước thảm kịch vừa mới xảy ra với bóng đá indonesia rất nhiều các lời bình luận tỏ ra bức xúc là làm sao mà ông ta lại thốt ra như vậy trong lúc đang thông báo về một tin buồn hơn nữa là câu nói cổ động viên vui vẻ thực sự là khó hiểu. Thảm kịch như vậy nhưng ông ta lại không biết gì hay sao? Thưa ngài Mochamat Iriawan, chúng tôi chẳng có gì để vui vẻ cả. Tuy nhiên cũng có những người tỏ ra thông cảm cho vị chủ tịch liên đoàn bóng đá Indonesia khi cho rằng có lẽ là ông ấy không cố ý. Tôi nghĩ là câu nói đó có thể xuất phát từ ý tốt khác với những gì mà mọi người suy diễn. Thế nhưng lại do diễn ra trong bối cảnh lúc này thì thật là không phù hợp. Mặc dù vậy thì cơn giận của các cổ động viên Indonesia vẫn đang diễn ra khi nhiều người chưa ngôi ngoài nỗi đau buồn đã chỉ trích Liên đoàn bóng đá Indonesia là một nỗi hổ thẹn. Những con số thống kê của những nhà chức trách Indonesia sau vụ việc đã làm cho cả thế giới phải băng hoàng. Truyền thông thế giới và các câu lạc bộ bóng đá cũng đã chia sẻ nỗi đau này với bóng đá Indonesia. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chia sẻ rằng đây là một ngày đen tối cho tất cả những người làm bóng đá và là bi kịch không thể hiểu nổi. Quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn thì nói rằng, ngay sau khi biết thông tin đáng tiếc về chuyện xảy ra ở trên sân Kanjuruhan, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chia sẻ nỗi đau lớn này với Liên đoàn bóng đá Indonesia và các lãnh đạo cao nhất của bóng đá Indonesia. Đó là một câu chuyện thương tiếc cho bóng đá Indonesia nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Đây cũng là lời cảnh báo cho tất cả chúng ta, trong đó có bóng đá Việt Nam. Vai trò quản lý và tổ chức phải được thực hiện nghiêm túc nhất đảm bảo an toàn cho người hâm mộ từ công tác an ninh cho đến ban tổ chức những người quản lý đều phải làm thật tốt tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá việt nam đặc biệt là các trận đấu không được để xảy ra sự cố làm bị thương cho người hâm mộ hay là tất cả mọi người có mặt ở trong và ngoài sân vận động nếu như không có gì bất ngờ thì liên đoàn bóng đá indonesia rất có thể sẽ phải nhận án phạt từ liên đoàn bóng đá thế giới Nỗi lo lớn nhất cho Indonesia lúc này là FIFA sẽ tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023. Nhưng trường hợp bị tước thì Indonesia cũng phải chấp nhận để trả giá cho câu chuyện buồn vào tối ngày mùng 1 tháng 10. Họ đã vi phạm quy định an toàn và an ninh ở sân vận động của FIFA. Ở Đông Nam Á, Indonesia được xem là nơi cuồng bóng đá nhất. Họ có những sân vận động với sức chứa rất lớn và cổ động viên rất cuồng bóng đá. Trận derby Đông Java giữa câu lạc bộ Arema và Persebaya Surabaya hôm mùng 1 tháng 10 chính là một ví dụ. Trận đấu chỉ có ý nghĩa derby khi mà cả hai đội không đua vô địch lẫn trụ hạng, nhưng khán giả đến sân Karuruhan thì nhiều hơn so với sức chứa 40.000 chỗ ngồi. Arema đã để thua Persebaya với tỷ số 2-3. Sân Karuruhan đã mất kiểm soát khi mà khán giả tràn xuống và bi kịch đã xảy ra do có đến hàng chục nghìn người đến sân xem trận derby Đông Java. Lấy một ví dụ đơn thuần để so sánh, bóng đá Việt Nam có trận derby giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC vào hôm 30 tháng 9. Đây là trận đấu được đánh giá là trận chung kết ngược do hai đội đang phải đua trụ hạng. Ban tổ chức đã thông báo là có khoảng 2.500 người đến sân để xem, nhưng con số thật sự chỉ khoảng hơn 1.000 người. Số khán giả ở sân thống nhất rõ ràng là quá ít so với trận derby Đông Java ở Indonesia. Nhìn rộng hơn, bóng đá Việt Nam chỉ có một trận đấu duy nhất vượt con số 40.000 khán giả đó là trận đấu của lứa Công Phượng ở sân Cần Thơ hồi năm 2014. Riêng V-League thì không có con số 40.000 người, bởi vì trừ sân Cần Thơ ra thì tất cả các sân khác không có sức chứa lớn như là sân Kanjuruhan. Bỏ qua hành vi quá khích, Indonesia rõ ràng là nơi cuồng bóng đá nhất Đông Nam Á, nhưng khán giả đông và cuồng bóng đá đến mức thách thức trong khâu quản lý, tổ chức cho những người đứng đầu bóng đá Indonesia. Ở Indonesia, cổ động viên có tôn chỉ về tình yêu bóng đá là Sampai Mati. Tức là cho đến khi không còn sống nữa thì thôi. Điệp khúc này có ở tất cả các cổ động viên của các câu lạc bộ ở Indonesia. Các đội bóng của Indonesia xem bóng đá như là sự thù địch ở các trận derby hay là siêu kinh điển. Do đó, số người bị đăng xuất khỏi trái đất khi xem bóng đá ở Indonesia xảy ra nhiều nhất ở Đông Nam Á. Nói không quá lời, thì bây giờ xem bóng đá ở Indonesia không chỉ nhiệt mà lại còn quá nguy hiểm. Bốn ngày trước, sự việc đau buồn ở sân Kanuruhan Trận giao hữu giữa tuyển Indonesia và Curaçao đã diễn ra trong cảnh khán giả Indonesia ném đồ xuống sân sau khi cầu thủ Junior Baskuna bên phía Curaçao sút bóng lên khán đài. Bakunya có lẽ đã phải trải qua một trận đấu đáng sợ nhất trong cuộc đời của anh ấy. Câu chuyện của Curaçao không hề xa lạ dành cho các đội bóng ở Đông Nam Á khác. Hôm Indonesia thua Malaysia với tỷ số 2-3 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, các cổ động viên Indonesia đã tấn công khán giả và cầu thủ Malaysia cảnh sát sau đó đã phải bố trí xe bọc thép để cho các cầu thủ Malaysia rời khỏi Trảo lửa Bung Karno. Năm 2022, U19 Việt Nam cũng đã phải bỏ tập vì các cổ động viên Indonesia làm loạn. Ngay đến sân chơi trẻ là U16 Đông Nam Á, các cổ động viên Indonesia cũng cho thấy sự xấu xí với hình ảnh ném đồ xuống sân sau khi U16 Indonesia đối đầu với U16 Việt Nam. Cuồng bóng đá nhất nhưng kèm theo sự xấu xí và quá khích đó là mầm mống khiến cho bóng đá Indonesia đối diện với những sự bất an lớn ở trên khán đài, bao gồm những hình ảnh không đẹp và các đội bóng khác đến Indonesia thi đấu. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.